Đây là cái ô mà mình vừa mới test đây. Mình mua trên Shopee với giá là 80.000 cả ship. Rất là bé nhá, nhỏ gọn. Và trong này nó có một cái hộp này, cái hộp chống sốc. Màu sắc thì khá là đẹp mắt, các bạn thấy này. Nhìn rất là xinh xắn nhá. Thấy nó rẻ rẻ mà nó nhỏ gọn, mình có thể bỏ vào túi quần này, bỏ vào ba lô, bỏ vào rất là nhiều các cái loại túi hay là các cái giỏ để xe đạp, để trong cốp xe ô tô, cốp xe máy, rất là tiện. Không phải lúc nào trời cũng mưa, nhưng có hôm mưa hôm không thì không phải lúc nào mình cũng mang theo một cái ô, nhiều khi mình còn muốn mang theo những cái khác. Thì mình rất thích những cái gì mà thiết kế nó nhỏ gọn, những cái hôm mà mình thấy là thời tiết mà nó xấu là mình có thể mang theo luôn mà không ngại. Bung ra thì nó như này đây. Cái vải này này mình có test mưa thực tế, mưa khá lớn ấy, các bạn vừa xem trên video ấy, thì nó không thấm được vào đây nhé. Cái này là do là mình úp ngược cái ô xong nó bắn vào thôi. Khi mà nước mưa chảy đây này, nó sẽ không thấm vào đây. Thì thấy cũng được. Chất liệu vải thì thấy nó cũng khá là dai. Trong này như kiểu là pha ly lông ấy. Được sơn màu xanh, cái nước sơn thì nhìn cũng tương đối đẹp. Thực ra thì nó hơi hơi nhầu đây tí, nó không được phẳng. Thì chất liệu này mình nghĩ là giá rẻ nó được chỉ được như này thôi. Rất là nhẹ nhá. Và phải nói là tương đối cứng cáp. Tương đối thôi. Cái này nó cũng bằng kim loại này. Cái nan ở trong cũng bằng kim loại này. Đây, dùng mạnh này luôn mà nó không làm biến dạng cái ô, với lại mình thấy khá bền, nó không kêu những cái tiếng kêu lọc cọc nhiều, ít thôi, cảm giác như nó khá là chắc chắn. Kể cả các cái này nó cũng bằng kim loại này, khá là cứng nhá, không được dày lắm, nhưng mà thôi, với một cái ô giá rẻ thế này thì mình nghĩ là cũng được. Cái sản phẩm mà nó cũng hay hay, nhỏ nhỏ. Thao tác mà các bạn bật ra thì cũng chỉ đơn giản là có một cái nút bấm này thôi này. Các bạn bấm này, bấm để kéo vào này. Còn đây là bấm để bạn bung ra này. Cực kỳ đơn giản. Kể cả mưa to mà đi một người thì ok, cái này chỉ đi một người đấy nhá, không đi được hai người đâu. Che đủ một người thôi. Đấy, các bạn cuộn vào là rất là gọn nhé. Cuộn vào rất gọn luôn. Có khuy bấm đàng hoàng luôn này. Đó. Nhỏ xíu luôn này. Đây, các bạn có thể cho họ cho mình thêm một cái túi này, các bạn có thể cho vào túi này. Hay chưa? Ui rồi. Đó. Hay chưa? À. Bé xíu luôn. Đó. Cẩn thận nữa thì cho thêm một cái hộp này. Đấy, nếu các bạn không cho vào cái hộp thì thậm chí cái này nó còn nhỏ nữa cơ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.